Tại hội thảo Quy hoạch đô thị phát triển bền vững do Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức, các kiến trúc sư, chuyên gia nước ngoài trình bày các tham luận khoa học về nhiều nội dung như tổng quan quy hoạch đô thị và phát triển bền vững, đánh giá về việc lập quy hoạch đô thị tại Thái Nguyên, các chính sách thúc đẩy quản lý, phát triển bền vững đô thị ở Việt Nam, quy hoạch gắn với tự nhiên trong thiết kế và xây dựng các khu đô thị mới nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững, chuyển đổi số, hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị ngành xây dựng tại địa phương. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đảm bảo quy hoạch đô thị có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại. Thông qua đó, các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị sẽ có thêm góc nhìn, phương pháp tiếp cận trong lập và triển khai thực hiện quy hoạch đô thị bền vững tại Thái Nguyên.